Review lô đất thuộc khu phố Suối Cam, phường Tiến Thành, phố Đồng Xoài. Lô đất mà em đang đề cập đến gần hồ Suối Cam của thành phố Đồng Xoài và mọi người. Nó nằm ở vị trí cực kỳ tiềm năng. Tại sao là tiềm năng? Vì những yếu tố như sau. Yếu tố số 1 là lô đất này quy hoạch phân đồng, phân thổ cư. Yếu tố số 2 là mặt tiền nhựa trước đất là đường thông thuộc khu bàn cờ. Và cái đường này thông tới dự án du lịch của trung tâm thành phố Đồng Xoài, tức là dự án Phúc An Khang rộng 166 hecta. Yếu tố số 3 là dân cư hiện hữu, dân cư xung quanh đông đúc, cách trung tâm thành phố Đồng Xoài kiểu chỉ có 1,5 km thôi. Yếu tố số 4 là có ngân hàng hỗ trợ vay 80% giá trị của lô đất, giá hiện tại là cực kỳ mềm, chỉ có 4 triệu trên mét vuông. Đất này là đất thuộc phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài nha mọi người ơi. Sau đây em sẽ bay flycam từ vị trí lô đất cho mọi người xem rõ hơn nhé.